Bên Tâm mới về cái BT50 nữa nha anh chị. Cái này hai cầu nhập khẩu, nhập Thái. Hai cầu anh chị, hai cầu 2.2. Mazda BT50 xe chạy có 50.000 à. Năm vỏ theo xe hết nha. Sơn rin nguyên xe luôn chị. Mình thùng nước sơn này thì đẹp như ý khỏi nói. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nha, hai cầu nha anh chị. 4x4 là hai cầu ha. Biển số là 47068 51D 2018 anh chị. Tuần thứ 33 2018, năm vỏ theo xe hết. Chất xe thì khỏi nói rồi, chất lượng xe này thì khỏi nói nha anh chị. Rất rất là mới và tuyệt vời luôn. Cái này thì bên Tâm sẽ bán cho anh chị là 410 triệu nha. 410 triệu anh chị. 218. Hai cầu. Hai cầu bản đủ, mâm đúc. Có thắng ABS, có túi khí. Có nhiều tính năng lắm anh chị, mà hai cầu nha, chứ không phải một cầu nha. Cái này Tâm để cho anh chị là 410. Alo. Nghe nghe. Còn anh. Tăng Nguyên Bình Dương anh, Ủy ban xã Bình Mỹ, Tăng Nguyên Bình Dương. Bốn năm chục cây vậy anh. Xe đẹp mà, em làm video đó anh thấy rồi đó. Rồi rồi rồi, có rảnh thì lên coi nha anh. Em đang làm video, em có nói rõ lắm rồi mà ta. Anh coi lại giúp em cái. Em đang quay cái xe cái. Xe này đẹp anh chị, sơn rin hầu như là hết xe luôn. Sơn rin thì khoảng 90% trở lên nha. BT50, Mazda BT50, hai cầu, hai cầu điện. Đó, số sàn đời 2018, năm vỏ theo xe. 50.000 cây số anh chị, sơn rin là khoảng 90% trở lên, một chủ mua mới từ đầu. Anh chị nhìn nè, vỏ lốp nè. Vỏ còn dày ha. Chất xe đẹp, đẹp nha anh chị. Thắng là thắng ABS nha. Thắng ABS. Rồi anh chị nhìn cái nội thất nè. Xe này là full lịch sử bảo dưỡng nha anh chị. Bảo dưỡng hãng không à. Trần nguyên rin. Ghế nguyên rin. Này là ghế nỉ theo xe. Có gập gương nè. Kính bấm auto nè. Gập gương nè, auto nè. Tắp lô, tắp bi nè. Bán tải mà nó đẹp như xe du lịch vậy anh chị. Nó đẹp như xe ô tô con vậy. Keo chỉ là rin hết. 410 triệu 2018, hai cầu điện. Sơn rin là trên 80%, trên 90%. Không có một tí gì gọi là lỗi nhỏ luôn anh chị. Rồi anh chị coi vô lăng nè. Đẹp xuất sắc ha. Anh chị nhìn nè. Ghế là ghế ghế nhung nỉ rin nha. Ba cần khởi động còn dày cui. Ốc tán bản lời nè. Ghế nhung theo xe nha anh chị. Trần nỉ rin. Xe quá đẹp anh chị ơi. Keo chỉ rin hết. Cái máy mới lắm anh chị, máy mới tinh nè. Tâm cho anh chị coi cái thùng nè, rồi cái nội thất nè. Nội thất này là ghế nhung theo xe hết nha. Xe ô tô mà xe bán tải mà nó đẹp như xe du lịch. Nước sơn rồi họ giữ gìn anh chị. Lúc Tâm mua là nước sơn rin hết luôn. Về nó bị trầy trầy mấy chỗ, có tút nhẹ xíu thôi. Nhưng mà vẫn giữ nguyên, hết đăng kiểm à. Tháng 5 2024. Cái này là xe sản xuất năm 2018 nha anh chị. Tuần thứ 33 2018 có nghĩa là cuối 2018 đầu 2019.
cửa cốp capo là chưa mở, keo chỉ là bảo đảm là rin nguyên bản, keo chỉ rin hết anh chị ơi. Bình nước nhiệt nè, máy nè, mặt máy là chưa mở chưa gỡ gì hết nha. Tem nè, đây là nhập thái anh chị, 2018, hai cầu điện nhập thái. Cái máy thì khỏi nói rồi, bao cho anh chị nha, xe chạy 50.000 thì nó chất lượng cỡ nào anh chị cũng biết rồi ha. 50.000 cây số, sản xuất năm 2018, bản đủ số sàn, hai cầu điện đó, động cơ là 2.2 Mazda BT50, chạy dầu diesel. Cái này thì trăm cây chắc khoảng 6-7 lít gì đó anh chị, 6-7 lít dầu gì. Nói chung là mấy thằng này máy Nhật mà chạy động cơ dầu nữa, nó tiết kiệm lắm. Mazda BT50 là xe của Nhật nha anh chị. Đèn nè anh chị, nhìn cái đèn nè, đèn còn mới ken luôn không, mặt ca lăng nè, biển số 51 Sài Gòn nha, vỏ theo xe còn dày dập luôn chị. Này thì về đăng kiểm mới lại ha, hết đăng kiểm này chắc mai Tâm cho đăng kiểm lại, đang gửi giấy cho khách hàng đi công chứng, nên ngày mai khách gửi giấy lên này đi đăng kiểm mới lại. Có cái con mắt camera hành trình nè, cái đó để bắt vô cái gì, chắc là ghi cái cam hành trình, ghi hình thôi, ghi lại cái lịch sử thôi. Rút chứ không có chuyển ha anh, không biết chuyển hả? Vậy sao nãy không chuyển thẳng cho mình, sao nãy không kêu ông già chuyển thẳng cho mình? Trời trời, cái mật khẩu bát anh không biết hả? Thành ơi, Thành ơi, Thành có anh này anh nhờ nè, coi coi vô cái app coi chuyển tiền coi được không, không được thì đi rút. Anh sàn ngân hàng gì? Đông Á ở đây đâu có. Hồi nãy kêu chuyển thẳng qua đây không chịu, kêu chỉ riêng hết nha anh chị. Xe ưng ý, từ gầm bệ máy móc rồi mới lắm. Này bên Tâm để cho anh chị là 410 triệu, con xe tốt ha. Xe này là anh chị lên anh chị chịu liền, từ cái chất xe cho đến cái động cơ hộp số, máy móc, hai cầu nha anh chị. Nè, hai cầu điện nè, cái này là gài cầu nè anh chị. Vô được phải không? Vô được thì chuyển luôn chứ đi đâu chi anh? Chờ Tâm chút. Xe này Tâm bán cho anh chị 401 nha, xe chuẩn nha anh chị, hai cầu điện, Mazda BT50, cuối 2018. Đó, xe rin chạy 50.000 cây, một chủ từ đầu, không lỗi lầm và sơn rin hầu như là trên 90% nha. Tâm để anh chị là 401. Anh chị có nhu cầu mua xe này để chuyên chở hàng hóa hay là phục vụ gia đình thì rất là tốt nha. Và liên hệ trực tiếp cho anh Tâm theo số hotline là 0917 215 512 nha anh chị. Đến xem xe tại công ty ô tô Duy Tâm, có địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Văn Nguyên, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại là 0917 215 512 nha. Cảm ơn anh chị, xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị.